Dê. Xin chào toàn thể quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Ngày hôm nay thì bên Minh Thiên sẽ thanh lý cho quý khách một mẫu chân đôn chậu tròn nhé. Đây ạ. Và đặc biệt là Minh Thiên có thiết kế cả nắp, phần nắp đậy để khi mà các bác về các bác dễ đổ hơn ạ. Chiếc chân đôn chậu tròn này thì có chất liệu nhựa là nhựa ABS các bác nhé. Gồm 3 mảnh ghép lại này. Đây ạ. Khuôn cực kỳ nhẵn bóng luôn. Và ở phần thân cũng có chi tiết hoa văn rất là đẹp luôn. Sau đây thì em sẽ đo kích thước cho quý khách xem ạ. Đường kính của nó thì có kích thước là rộng 28 nhé. Chiều cao là 44 ạ. Đây ạ, phần bên dưới này nhé. Phần bên dưới này cũng kích thước, hai đầu là kích thước bằng nhau nhé. Mẫu này thì bên em có thiết kế cả phần nắp sắt nhé. Khi mà các bác để vào ạ, các bác sẽ khoan vít cho em. Đây, tại ở cái phần nắp này thì đã có lỗ trò rồi. Các bác chỉ cần khoan vít và bắt vào trong khuôn. Sau đó các bác đổ thôi ạ, rất là đơn giản nhé. Mẫu này thì mình có thể để chậu tròn 50 này. Và các bác cũng có thể sử dụng với nhiều mục đích khác, nhiều nhu cầu khác nhé. Và đặc biệt thì ngày hôm nay Minh Thiên chỉ còn duy nhất 10 khuôn, nên thanh lý cho các bác giá cực kỳ rẻ luôn nhé. Bên Minh Thiên sẽ thanh lý cực kỳ rẻ cho các bác luôn, giá giật mình luôn. Bác nào mà muốn đặt cái mẫu này thì sẽ liên hệ với Minh Thiên ạ. Minh Thiên vẫn có 3 số điện thoại thường xuyên liên hệ ạ. Số thứ nhất là 0981 441 888. Số thứ hai là 0333 001 90. Và số thứ ba là 0855 000088. Minh Thiên sẽ báo giá trực tiếp khi mà các bác liên hệ đến với Minh Thiên nhé. Ngoài ra thì Minh Thiên còn rất nhiều mẫu thanh lý khác. Các bác hãy liên hệ kết nối với Minh Thiên để được biết thêm chi tiết hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.